bộ này đẹp chưa, kể đi vào cái phố này cái phải này. Côn đảo ấy. Bên kia đã là biển rồi kìa. Hả? À? Đây ở Phú Yên mà. Thế à, đây Phú Yên à. Thì giờ đây Bình Định 100 cây đó. Bình Định 100 cây đó. Ba bà con này. Mình có ban công nhỉ? Ừ, phòng khách xinh quá. Phòng khách rất là đẹp này. Đây là phòng ngủ cũng xinh. Nhà tắm nè. Xinh xinh. Ra ngoài này ban công luôn nè. Đây là khu Vincom Vinhome. Phía trước là Vincom. Trà đào hả em? Đây. Bao nhiêu một ly ấy? 15.000 một ly chị. 15.000 à? Dạ. Con uống nhiều ngọt hay ít ngọt cho con bảo cô? Uống chị. Sao? Này là nhiều quá. Dạ. Dạ giờ nó đuổi bé. Cái nước này nó không đuổi là từ đường đó. Đường rộng thanh thang, không có người đi. Thành phố rất là yên tĩnh, sạch đẹp. Đà Nẵng á? Chết cái đĩa rau. Bạc là
gió lên nắng hiện màu xanh đẹp chưa? Nắng quá. Biển rất là đẹp, sóng thì cũng không có nhiều, cát thì rất là mịn, cát vàng, nước biển trong sạch vắng. Ở phía trước mặt là tháp Minh Phong. Nhiều cơm quá. Đây là cơm gà chặt nha. Miếng rất là to luôn đấy. Cảnh ở quê, cây chuối, bà cụ ngồi võng này. Cảnh vật nó còn hoang sơ đấy. Nó xìu quá. Đây, đi đến bờ kè rồi đây. Đây là bờ kè Xóm Rớ đây. Đây toàn người dân đang tắm biển. Bãi rêu xanh ở phía trước kia. Mặt trời lặn đẹp quá. Đi đi em ơi, đi đi. Đắm 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 đắm. Trời ơi, hoàng hôn đẹp quá. Đây, người ta vẫn đang làm kè đây này. Đây là bờ kè Xóm Rỡ. Hết mất đều xanh rồi. Mọi người đang đi bắt cua bắt ốc ở dưới kia.
hôn đẹp quá. Đây là chợ Tây Hòa ở Tuy Hòa luôn. Nhiều rau củ quả, chợ Tây Hòa. Ở đây có quán cơm gà Bảo Châu ở số 10 ha. Số 10 đường Ngô Quyền, nó nằm ở trong cái chợ Tây Hòa này. Nhìn rau củ quả thích quá. Mùi rau thơm thơm lắm. Kiểu là chợ đầu mối, rất là nhiều rau củ quả này. Bây giờ cũng khoảng tầm 7 giờ tối rồi. Đây, quán cơm đây, bán từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối nha. Có tất cả các món này. Cơm gà Bảo Châu. Gà nướng với lại gà luộc. Đấy là gỏi hả chị? Dạ gỏi hả chị. Cái bánh chén bên tay nha. Bánh chén không chị? Mấy cái đắp nữa. Đẹp thế. Hồ điều hòa ở Tuy Hòa đây các bạn ơi, trung tâm thành phố. Thành phố chỗ nào vắng vẻ chẳng có người gì cả. Hôm nay là tối thứ sáu này, cuối tuần vắng lắm, thỉnh thoảng mới có quán đâu. Đây mỗi ngã ba ngã tư này là có thôi chứ còn